Ốm vật vã suốt 9 ngày thi đấu, kỳ thủ nhí giành 4 huy chương vàng cờ vua trẻ châu Á. Cô bé Trần Lê Vi, sinh năm 2012, học sinh trường tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, gây ấn tượng mạnh ở giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2022 vừa diễn ra vào trung tuần tháng 10 với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Dù sút cao, em đã giành được tổng cộng 4 tấm huy chương vàng. Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra vào ngày 13 đến ngày 22 tháng 10. Cả 9 ngày thi đấu, kỳ thủ Tí Hon đều ốm sốt vật vã. Mặc dù sốt cao, nhưng với sự mạnh mẽ, quyết tâm vượt thử thách và nghịch cảnh, Vi đã xuất sắc giành được thành tích cao. Những ngày thi đầu tiên, mọi người không khỏi lo lắng cho Vi, luôn phải mang theo thuốc hạ sốt bên cạnh để dùng lúc cần thiết. Cho đến ngày thi đấu cuối cùng, mặc dù sức khỏe không ổn định, nhưng với tinh thần kiên cường, Vi đã mang về 4 tấm huy chương vàng, trong đó có 1 huy chương vàng cá nhân và 3 huy chương vàng đồng đội, đúng như lời Vi hứa với gia đình trước trận đấu. Thành công của cô gái bé nhỏ ngày hôm nay được xây dựng từ sự ủng hộ theo đuổi niềm đam mê từ bố mẹ. Mẹ bé Vi cho rằng kết quả ngày hôm nay Vi có được nhờ việc học tập trong những ngôi trường có truyền thống và phong trào về cờ vua rất mạnh. Bởi vậy, con có môi trường được tiếp thêm động lực để theo đuổi niềm đam mê của mình. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.